Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Giuđa đi khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: Bây giờ con người được tôn vinh và Thiên Chúa được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Như Thầy đã yêu thương các con, Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời gian gần đây người ta xôn xao về hiện tượng học sinh tự tử. Căng thẳng quá, áp lực quá nên có những cậu học sinh, những cô học trò tìm đến cái chết. Và ta thấy rằng không phải chỉ có những người trẻ, người non dạ như các học sinh mới làm những công việc dại dột như thế, mà cả những người lớn tuổi có khi cũng làm như vậy. Tôi đọc trên mạng có một ông cụ 84 tuổi yêu một bà cụ 83 tuổi, yêu chân thành, muốn cưới bà cụ này, nhưng mà con cháu ngăn cản. Cho nên ông cụ 80 tuổi buồn, 84 tuổi buồn quá, cầm nguyên một cái chai xà bông rửa chén uống cạn. Nếu người ta không cấp kỳ mang ông đi nhà thương thì chắc là ông chết rồi. Thì chúng ta thấy rằng những cái người có những hành vi dại dột như vậy thì mình cũng thông cảm thôi. Bởi vì không nhiều thì ít, mỗi người chúng ta cũng đã từng trải qua những căng thẳng, những đau buồn hay là nhục nhã. Và khi mình rơi vào những cái tâm trạng tăm tối như vậy thì dễ có những cái phản ứng tiêu cực như là nổi giận, phẫn nộ hay là tự tử. Thông cảm thôi. Và chính vì thế nên chúng ta cần để ý đến những phản ứng của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đang ở trong bữa tiệc ly và Ngài đang đối diện, sắp đến rồi, có nỗi đau khổ đến tận cùng, nhục nhã đến tận cùng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ xảy ra. Và một chút xíu nữa đây, Chúa đã phải căng thẳng đến mức độ toát cả mồ hôi máu ra. Những lỗ chân lông rỉ máu vì căng thẳng. Thế thực ở cái tột đỉnh căng thẳng và đau khổ ấy, Chúa Giêsu có những phản ứng nào? Có những phản ứng tiêu cực chăng? Không hề có. Chúng ta thấy Chúa không hề phẫn nộ, hận thù hay là muốn tự tử. Mà ngược hẳn lại, Chúa có cái nhìn hết sức là tích cực. Khởi đầu bài Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với các tông đồ: đã đến giờ con người được tôn vinh. Tôn vinh đây không chỉ vì Chúa Giêsu biết rằng sau khi Ngài chết Ngài sẽ sống lại, mà Ngài được tôn vinh ngay khi Ngài đau đớn tận cùng trên đỉnh cao thập giá. Chúa Giêsu đã từng nói với người Do Thái: khi các ông dương cao con người lên thì các ông sẽ biết tôi là đấng hằng hữu, các ông sẽ biết tôi là Thiên Chúa, các ông sẽ biết tôi là tình yêu.
Đỉnh cao của thập giá chính là đỉnh cao của tình yêu. Nhìn lên đó thì người ta sẽ thấy được Thiên Chúa yêu thương con người như thế nào. Yêu đến dám chết vì con người. Và đồng thời Chúa mời gọi người ta cũng biết yêu thương nhau như vậy. Cho nên sau khi nói với các tông đồ, đã đến giờ con người được tôn vinh, Thầy Ngài cũng mời gọi các ông: Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là cái yếu tố làm cho điều răn yêu thương trở nên mới mẻ. Mới mẻ ở chỗ Thiên Chúa trở thành tấm gương yêu thương cho mỗi người chúng ta, để chúng ta noi gương bắt chước. Và Chúa không những chỉ muốn chúng ta bắt chước Ngài, mà Ngài còn muốn ban chính sức mạnh của Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta có khả năng yêu thương như Chúa và được tôn vinh cùng với Chúa ở cái đỉnh cao nhất. Khi chúng ta vẫn cứ yêu thương lúc mà mình ở trong tột đỉnh của đau khổ, nhục nhã, căng thẳng, thì chính lúc đó chúng ta được tôn vinh và Chúa Thánh Thần vào trong tâm hồn chúng ta, trang điểm cõi linh hồn chúng ta trở nên tốt đẹp, đưa chúng ta vào cuộc sống mới, cuộc sống chung với Chúa Ba Ngôi, để chúng ta cùng với Ngài xây dựng trời mới, đất mới. Đó là điều bài đọc thứ hai nói với chúng ta. Thánh Gioan trong sách Khải Huyền nói: Tôi là Gioan, tôi đã thấy trời mới, đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Thành thánh Jerusalem mới đây chính là dân mới của Thiên Chúa, là mỗi người chúng ta. Khi chúng ta giữ điều răn mới của Chúa thì chúng ta trở thành dân mới của Chúa. Chúng ta có khả năng yêu thương như Chúa Ba Ngôi, để chúng ta đi vào cuộc sống mới, sống chung với Chúa Ba Ngôi, và chúng ta cùng với Chúa xây dựng trời mới, đất mới. Tất cả là mới do điều răn mới. Giữ điều răn mới, chúng ta trở thành dân mới, chúng ta đi vào cuộc sống mới với Chúa Ba Ngôi và cùng với Ngài xây dựng trời mới, đất mới. Một cái viễn tượng tuyệt đẹp. Và cái viễn tượng này được minh họa bằng một cái hình ảnh rất cụ thể. Một người mẹ sắp sinh con, khi người đàn bà chuyển dạ thì vô cùng đau đớn. Nhưng mà nỗi đau đớn đó nó tôn vinh tình mẫu tử. Nỗi đau khổ khi sinh con làm nên cái nét đẹp đích thực của người mẹ, và sau đó kết cả thì hết sức tuyệt vời. Một trẻ thơ được chào đời, và một con người được tặng ban cho thế giới này từ cái nỗi đau của một người mẹ. Để chúng ta thấy một cái viễn cảnh tươi sáng rất đẹp, sinh ra từ cái nỗi đau khổ dữ dằn của người mẹ. Và đó là cái viễn cảnh mỗi người chúng ta cần phải ghi nhớ khi mình gặp đau khổ, khi mình căng thẳng, khi mình nhục nhã, khi mình đau đớn. Mình đừng có dại dột có những cái tư tưởng, có những cái tình cảm tiêu cực, phẫn uất, căm thù hay chết đi cho rồi. Không, đây là cơ hội để tôi được tôn vinh cùng với Đức Giêsu. Ta xin Đức Giêsu ban tràn đầy Thánh Thần cho ta, để chúng ta đón nhận đau khổ, vượt qua đau khổ với tình yêu, để qua đó cùng với Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần trang điểm cõi lòng chúng ta trở nên đẹp đẽ như là một tân nương xinh đẹp, để tặng ban cho Thiên Chúa Ba Ngôi, để chúng ta đi vào một cuộc sống mới bằng những đau khổ đó, bằng những cay đắng, bằng những cái căng thẳng đó. Chúng ta cùng với Chúa xây dựng trời mới, đất mới, tặng ban cho cuộc đời
những hoa trái mới như người mẹ tặng cho thế giới cái người con vừa sinh của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhớ chúng con được sinh ra như một người của dân mới Thiên Chúa. Chúng con giữ điều răn mới của Chúa để chúng con luôn luôn có một cái nhìn tươi sáng ngay những lúc đau khổ, cay đắng, nhục nhã nhất. Chính lúc đó chúng con đạt tới cái đỉnh cao của cuộc đời này, đỉnh cao của tình yêu, để xây dựng trời mới, đất mới cho thế giới hôm nay.